Bắt nguồn từ một quán cà phê nhỏ nằm trong khuôn viên Hội Kiến trúc sư Sài Gòn, chúng tôi tin rằng tình yêu thương được chia sẻ bằng đôi tay ấm áp và trái tim chân thành. Điều đó cũng chính là nền tảng để chúng tôi tạo nên các sản phẩm của Ash Cà Phê. Rang bằng tay, pha chế bằng cả trái tim. Từ năm 2006, thương hiệu Ash Cà Phê được viết tắt từ hai chữ Architect và Cà Phê. Chúng tôi lựa chọn những nguồn nguyên liệu thượng hạng, tỉ mẩn từng độ C để cà phê rang thật đều, đạt độ chín hoàn hảo nhất để chạm đến không chỉ vị giác mà cả trái tim người tiêu dùng. Chúng tôi luôn chọn những gì tinh túy nhất, ngọt ngào xen mạnh mẽ, độc đáo quyện thanh tao, truyền thống và đậm đà, mát lành và thanh dịu, mạnh mẽ và tán nhanh, tinh tế và khác biệt. Giờ đây bạn có thể thưởng thức không chỉ một mà đến tận 10 loại thức uống chuẩn vị cùng kênh phân phối đa dạng phục vụ bạn mọi lúc mọi nơi. Ash Cà Phê, rang bằng tay, pha chế bằng cả trái tim.